Kính chào quý vị, hôm nay thứ Tư ngày 11 tháng 8 năm 2021, mời quý vị theo dõi bản tin buổi sáng của Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai chiến lược chuyển từ xét nghiệm tầm soát sang tập trung cho cấp cứu điều trị, giảm tỷ lệ người trở nặng và giảm F0 tử vong. Thành phố cũng đang đẩy nhanh tiến độ công suất tiêm vaccine. Đó là nội dung được đưa ra tại buổi họp báo cung cấp thông tin về tình hình dịch COVID-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố Hồ Chí Minh còn hơn 900.000 liều vaccine COVID-19 với tốc độ tiêm chủng được đẩy nhanh như hiện tại. Dự kiến số lượng vaccine này sẽ được sử dụng hết đến ngày 12 tháng 8. Hiện thành phố đã báo cáo Bộ Y tế và tiếp tục xin cấp 5,5 triệu liều vaccine COVID-19 trong tháng 8. Tháng 8 này sẽ quyết làm sao đúng như anh Khuê nói là chúng ta đạt không phải là 70 mà chúng ta sẽ đạt con số còn cao hơn nữa. Khi mà hiện nay mình đã tiêm được 3.430.000, mà nếu có với số lượng vaccine thêm 5.500.000 với cả khoảng tiêm cho mũi 2 nữa thì như vậy chúng ta sẽ đạt gần sắp xỉ con số 7 triệu. Mà theo tính toán thì cái số người dân mà từ 18 tuổi trở lên ở thành phố thì cũng sắp xỉ 7 triệu. Tức là chúng ta đạt đến gần như 100% chứ không phải là 70% nữa. Nếu mà trong tháng 8 có đủ cái vaccine. Hiện thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục thực hiện gói lần 2, mở rộng đối tượng được hỗ trợ với kinh phí hơn 900 tỷ đồng. Trong đó, tiếp tục hỗ trợ 365.000 lao động tự do với mức 1,5 triệu đồng một người, dự kiến hoàn thành vào ngày 15 tháng 8. Mở rộng đối tượng là hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn thành phố chúng ta. Thì tổng số là 90.585 hộ, thì cũng hỗ trợ cho một hộ vậy là 1.500.000 đồng. Lao động ở trong các nhà trọ, ở trong các khu lưu trú, ở trong khu xóm nghèo, ở trong khu vực bị phong tỏa mà gặp khó khăn thực sự thì kinh phí này chuyển trực tiếp qua tài khoản cá nhân nếu có, hoặc không có thì đến trực tiếp từng hộ, từng nhà để chi hỗ trợ cho bà con. Riêng chính sách nếu có người không may tử vong do dịch, thành phố sẽ hỗ trợ toàn bộ chi phí từ ngân sách. Theo đó, sẽ hưởng mức 50 lần so với mức hỗ trợ hàng tháng của người bảo trợ xã hội, tương đương khoảng 18 triệu đồng một người bị tử vong. Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Phan Nguyễn Như Khuê khẳng định, thành phố đang tập trung tăng cường mọi nguồn lực trong công tác điều trị để giảm tỷ lệ tử vong. Đồng chí Bí thư Thành ủy là đã truyền đạt một cái thông điệp và thông tin đến với là những người đang làm nhiệm vụ công bộc của dân ở các vị trí trên địa bàn thành phố chúng ta đó, phải nhập cuộc với tất cả trái tim để làm sao á, mỗi một phút, mỗi giờ, một ngày chúng ta giảm được cái tỷ lệ tử vong cao nhất và mang lại sự khỏe khoắn cho bệnh nhân là điều hạnh phúc tuyệt vời. Và cũng hết sức tỉnh táo trước những thông tin giả. Không chỉ giả không đâu, tôi xin nói là cả thông tin xấu độc. Và chúng ta phải có thái độ đúng với những cái vấn đề thông tin giả, bịa đặt và xấu độc. Đó mới là trách nhiệm đầy đủ của chúng ta. Tại buổi họp báo, thành phố kêu gọi đẩy mạnh vận động hiến máu nhân đạo bởi lượng dự trữ máu hiện đang thiếu hụt nghiêm trọng. Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành văn bản về tăng cường thực hiện nghiêm các giải pháp đảm bảo cung ứng hàng hóa, lương thực thực phẩm thiết yếu trên địa bàn thành phố phục vụ nhu cầu của người dân trong thời gian chống dịch. Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Sở Công Thương khẩn trương cùng các địa phương nghiên cứu tổ chức lại các điểm bán lương thực thực phẩm thiết yếu tại những chợ truyền thống đang tạm ngưng hoạt động hoặc hình thành các điểm bán nhỏ cung ứng mặt hàng tươi sống. Đồng thời tiếp tục triển khai chương trình bình ổn thị trường, đẩy mạnh hoạt động kết nối cung cầu, đảm bảo nguồn cung ứng để bình ổn thị trường cho thành phố. Ngành công thương cũng được yêu cầu tăng cường bán hàng lưu động, bổ sung bán mặt hàng thực phẩm tươi sống cho các cửa hàng thuộc hệ thống cửa hàng tiện lợi và cập nhật hoạt động bán hàng trực tuyến để gia tăng điểm mua sắm hàng hóa lương thực thực phẩm thiết yếu cho người dân.
Trước tình hình đợt dịch COVID-19 lần thứ tư diễn biến phức tạp và kéo dài, nhiều địa phương có giải pháp linh hoạt, phù hợp để xây dựng, bảo vệ và từng bước mở rộng các vùng xanh, vùng bình thường mới, an toàn dịch bệnh và thu hẹp các vùng đỏ, vùng có nguy cơ rất cao bùng phát dịch. Thành phố Thủ Đức đã chọn 9 phường được coi là điểm nóng với số ca mắc COVID-19 cao và hiện còn có nhiều khu phong tỏa, khu cách ly y tế thực hiện trước tiên để xây dựng vùng xanh, vùng an toàn bằng cách xác định vùng nguy cơ cao, sau đó khoanh vùng và xét nghiệm tìm các trường hợp F0 liên quan để điều trị. Ngoài ra, thành phố Thủ Đức còn đẩy nhanh tiến độ triển khai tiêm chủng vaccine cho người dân. Đây được xem là giải pháp hiệu quả thiết lập vùng an toàn, đảm bảo an sinh xã hội. Ghi nhận tại phường Thảo Điền, Bí thư Thành ủy thành phố Thủ Đức Nguyễn Văn Hiếu đánh giá cao việc chính quyền địa phương đã tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 tại nhà cho các đảng viên từ 50 tuổi đảng trở lên, hiện đang có bệnh nền, sức khỏe yếu, hạn chế khả năng đi lại, tiêm cho người nước ngoài đang sinh sống trên địa bàn phường, đồng thời thành lập 23 chốt tự quản nhằm bảo vệ người dân sống trong vùng an toàn và ngăn người lạ vào khu vực này. Qua nhiều giải pháp cụ thể, thành phố Thủ Đức xác định giảm cấp độ màu tùy theo từng địa phương để tiến tới xanh hóa bản đồ COVID-19 của toàn thành phố, tức là giảm mức nguy cơ từ rất cao trở về mức bình thường mới, thể hiện quyết tâm của cả hệ thống chính trị cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Từ hoạt động mở rộng vùng xanh được thành phố Hồ Chí Minh triển khai trong thời gian qua, thành phố Thủ Đức cũng đã kịp thời thực hiện đồng loạt tại 34 phường với tinh thần quyết tâm bảo vệ vùng xanh của người dân trên địa bàn bằng các biện pháp phòng dịch an toàn chặt chẽ. Hơn nữa, người dân tại đây không cần phải chờ lực lượng phường hỗ trợ về phương tiện dụng cụ mà đã chủ động phân công trực chốt và mang những đồ vật sẵn có trong nhà để lập rào chắn. Như quý vị cũng có thể thấy thì tại hẻm 210 đường Hoàng Diệu 2, phường Linh Chiểu, thành phố Thủ Đức thì người dân đã lấy tất cả những cái cầu thang sắt hay là kệ tủ như thế này để có thể làm các cái chốt bảo vệ vùng xanh. Cùng với các cái lực lượng chức năng và người dân tại đây thì họ cũng đã có được một cái vùng xanh mà chưa hề có dịch từ đầu dịch đến giờ. Thay vì chúng tôi phải ra ngoài kia thì có cơ quan chức năng thì chúng tôi tự làm ở cái khu chúng tôi để bảo vệ và góp một phần để giảm bớt áp lực cho các cơ quan chức năng bảo vệ cái vùng xanh, cùng nhau góp một phần để chiến thắng dịch bệnh. Người dân đều là rất là đồng thuận rất cao và tự động người dân và thỏa thuận phân công với nhau luôn. Khu phố cũng không cần xuống nữa. Phường Linh Chiểu hiện có 30 chốt bảo vệ vùng xanh. Mọi hoạt động qua lại các chốt này đều được các lực lượng chức năng và người dân phối hợp kiểm soát chặt chẽ. Các xe chở hàng và shipper đều được giữ lại phía ngoài chốt chặn, trừ các xe vận chuyển hàng hóa thiết yếu. Thứ nhất là mình kiểm tra cái sự người ta đi ra đường nó có chính đáng không, có các cái giấy tờ đi lại không. Đối với các cái shipper mà vô các địa bàn phường mình thì nếu mà người ta mà giao hàng ở trong địa chỉ mà có mã QR với lại các cái địa chỉ mà trong địa bàn mình thì cũng tạo điều kiện cho người ta giao hàng. Khu phố, tổ dân phố, chi tổ hội thì chính các lực lượng này là người nắm chặt sâu sát đối với các người dân trên địa bàn phường ra vào để kiểm soát người. Tại phường An Khánh, người dân cũng rất hưởng ứng với chốt bảo vệ vùng xanh. Các dây giăng, bảng biểu và bàn ghế đều được người dân tại đây chuẩn bị kỹ càng và đầy đủ để làm chốt chặn. Người dân ở đây là có dù mang ra, cái dây mang ra, mang ghế, mang bàn đã chắn để không có người lạ vô. Trước hết là về vấn đề vệ sinh, chúng tôi không cho xe rác vô nữa. Và hai tổ dân phố sẽ tập trung rác ở hai đầu này. Hai nữa ra đều phải có lý do hết, cắt cử từng hộ dân ngồi ở đây trực. Đầu tiên nhất thì cảnh sát khu vực phường là hỗ trợ bà con để mà thực hiện các cái vùng xanh này, thiết lập các vùng xanh. Sau đó hiện nay chúng tôi đã rút dần cảnh sát khu vực để lo cho những cái việc khác và lực lượng ở đây hiện nay là tổ tự quản. Có thể thấy những hành động và ý thức chung tay như thế này đã góp phần làm giảm tải được áp lực về con người lẫn nguồn vật lực để người dân thành phố có thể cùng đồng lòng góp sức với lực lượng tuyến đầu chống dịch hiệu quả, sớm đưa thành phố trở lại trạng thái bình thường. Theo thông tin từ Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, sau 5 đợt tiêm chủng và hiện đang triển khai đợt tiêm thứ 6, đã có khoảng 3,3 triệu liều vaccine COVID-19 được tiêm chủng cho người dân thành phố. Nếu như nguồn cung vaccine được đảm bảo theo đúng tiến độ, thành phố sẽ hoàn thành mục tiêu đến hết tháng 8 này có 70% dân số từ 18 tuổi trở lên được tiêm ít nhất một mũi vaccine. Hiện tại 1.200 đội tiêm của thành phố Thủ Đức cùng các quận huyện đang hoạt động hết công suất kể cả sau 18 giờ với khoảng 300.000 mũi tiêm một ngày. Thưa quý vị, chung cư Phương Việt, phường 6, quận 8 là một trong 6 điểm tiêm vaccine vào chiều tối cho người dân trên địa bàn quận 8.
Thời gian tiêm ở đây sẽ từ 17 giờ đến 23 giờ hàng ngày. Nhằm hạn chế cái việc tụ tập đông người thì lực lượng chức năng đã tổ chức chia người dân thành từng nhóm thực hiện tiêm theo các khung giờ khác nhau. Dự kiến ở đây sẽ tiêm cho khoảng 3.000 người dân. Để tổ chức điểm tiêm này, ban quản trị chung cư đã huy động đội ngũ y bác sĩ, tình nguyện viên, cũng là cư dân đang sinh sống tại đây. Tình trạng COVID này khá là dày đặc ở bên quận 8, dẫn đến cái việc mà triển khai tiêm vaccine nó khá là chậm. Thì do đó là Thịnh làm việc với anh chị em ban quản trị và ban quản lý để mà nhờ phường cũng như là quận là có cái đề án là hỗ trợ tiêm vaccine tại đây. Đội ngũ của mình là tất cả là cư dân ở đây hết, và những cái y bác sĩ ở đây cũng như là cư dân đang làm việc ở các bệnh viện lớn gần đây như là Chợ Rẫy, Y Dược đó, và họ đang sinh sống tại đây, và họ cùng xuống sau khi mà hết giờ làm việc thì họ xuống đây, họ đồng hành cùng cư dân để hỗ trợ khám và tiêm cho cư dân. Thì sau khi có cái đề án thì được sự ủng hộ rất là nhiệt tình của quận 8 thì đã cho triển khai. Giờ giấc là vào buổi chiều, rất là mát mẻ và cư dân chúng ta vẫn sắp xếp được thời gian rất là linh động hơn. Và đồng thời đối với cá nhân của tôi thì dù tiêm vaccine nào tôi không quan tâm, bởi vì đó là đem lại sức khỏe cho cộng đồng. Còn tại các điểm tiêm chủng ở phường 12, quận 10, ngoài việc tuân thủ nghiêm quy định 5K, việc tiêm chủng được thực hiện cuốn chiếu tuần tự cho người dân ở các khu phố thông qua ứng dụng mạng xã hội. Nhờ vậy, tiến độ tiêm chủng tại khu vực này diễn ra nhanh chóng với khoảng 1.200 mũi tiêm một ngày. Đội ngũ làm rất là nhanh và quản lý rất là chặt chẽ để đảm bảo là không có bị tiếp xúc quá gần với xung quanh mọi người. Khi mà tiêm thì em sẽ đỡ phần nào lo lắng khi mà lại trở lại cuộc sống bình thường. Phường hiện nay thì các cái khu phố có cái group Zalo, thì mọi thông tin về cái lịch tiêm và điểm tiêm là thông báo trên đó cho người dân. Về công tác chuẩn bị thì tuyên truyền hướng dẫn người dân các cái biểu mẫu, 4 biểu mẫu là trước khi đến điểm tiêm là có thể là điền trước tại nhà. Phiếu mà đi tiêm thì sẽ có cái thể hiện cái khung giờ trên đó. Khi vào thì sẽ được hướng dẫn là đúng thời gian, khung thời gian mới cho vào điểm tiêm. Trong bối cảnh hiện nay, các biện pháp phòng ngừa như thực hiện nghiêm quy định 5K, thì việc tiêm vaccine phòng COVID-19 là giải pháp mang tính bền vững. Vaccine tốt nhất chính là vaccine mà mỗi người dân được tiêm sớm nhất, tạo lá chắn bảo vệ cộng đồng, sớm đưa cuộc sống bình yên trở lại. Sau một thời gian lúng túng trong việc cung ứng hàng hóa thiết yếu ở thành phố Hồ Chí Minh, các nhà bán lẻ, tiểu thương đã được tháo gỡ nhiều vướng mắc, nỗ lực khôi phục hoạt động kinh doanh. Tại thành phố Hồ Chí Minh có thêm 3 chợ truyền thống vừa được khôi phục hoạt động để cung cấp các mặt hàng lương thực thực phẩm tươi sống. Hiện ghi nhận sức mua của người dân đã bắt đầu hạ nhiệt, có xu hướng giảm rất nhẹ so với thời gian trước. Nguyên nhân một phần do người dân đã dần quen với việc sử dụng phiếu đi chợ và cũng không còn tích trữ nhiều. Riêng các chợ đầu mối vẫn phải chờ. Đại diện chợ đầu mối Bình Điền quận 8 cho biết, dù đã xây dựng xong phương án điểm trung chuyển, tập kết, nhưng quận chưa cho phép hoạt động vì tình hình dịch bệnh quanh khu vực chợ còn nhiều phức tạp. Phương án mở điểm tập kết trung chuyển ở nơi khác cũng được chợ nghĩ đến, nhưng cần có sự hỗ trợ từ chính quyền, bởi chợ đang gặp khó khăn do nguồn nhân lực quản lý thiếu, cơ sở hạ tầng không có. Tương tự, đại diện chợ đầu mối Hóc Môn cho biết hiện vẫn chưa được Ủy ban Nhân dân huyện Hóc Môn cho phép triển khai mô hình điểm tập kết, trung chuyển, dù chợ đã có phương án tổ chức từ nhiều ngày qua. Chưa đầy một tháng nữa, năm học 2021-2022 sẽ bắt đầu, nhưng ở thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị cho năm học mới từ tuyển sinh các lớp đầu cấp, bàn giao cơ sở vật chất, cung ứng sách giáo khoa, thiếu hụt nhân sự, đều đang ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Riêng thành phố Hồ Chí Minh nhiều khả năng không thể khai giảng năm học mới vào đầu tháng 9 năm 2021. Đây cũng là lần thứ hai thành phố Hồ Chí Minh kéo dài thời gian tuyển sinh các lớp đầu cấp. Nhiều ý kiến của các chuyên gia đề xuất các trường học có thể tổ chức nhập học theo các mốc thời gian khác nhau đối với từng bậc học và từng khối lớp trong cùng một trường. Trong đó, dạy học có thể kết hợp giữa hai hình thức trực tuyến và trực tiếp để đảm bảo hoàn thành chương trình, nhưng không gây quá tải áp lực cho học sinh. Đây cũng là giải pháp đang được các địa phương cân nhắc. Trước thực tế, nhiều trường học hiện nay đang được trưng dụng làm khu điều trị bệnh nhân hoặc cách ly y tế, chưa thể bàn giao lại cho đơn vị trường học để thực hiện khử khuẩn, chuẩn bị cơ sở vật chất cho năm học mới. Bản tin sáng tiếp tục với các nội dung quan trọng khác.
khó khăn của doanh nghiệp hiện đang đối mặt là cực kỳ nghiêm trọng và chưa từng có. Do vậy, các giải pháp hỗ trợ cũng cần phải mạnh mẽ, chưa từng thấy. Đây là chia sẻ của cộng đồng doanh nghiệp trước những thách thức lớn của đại dịch, đặc biệt một tháng gần đây, khi thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam thực hiện giãn cách xã hội. Gần 90% doanh nghiệp bị ảnh hưởng, buộc doanh nghiệp phải tiếp tục đưa ra những nỗ lực ứng phó chưa từng có tiền lệ nhằm tìm cơ hội sống còn. Vừa bố trí sản xuất 3 tại chỗ cho gần 1.000 lao động, doanh nghiệp xuất khẩu này lại đối diện một khó khăn khác khi cảng Cát Lái gặp tình trạng ùn ứ container do nhiều doanh nghiệp phải ngừng hoạt động. Hàng hóa của doanh nghiệp vì thế phải vận chuyển tạm sang cảng Cái Mép, khiến chi phí tăng lên từ 2 đến 3 lần. Thời gian giao hàng cho đối tác nước ngoài cũng không thể đảm bảo. Phải thương lượng với khách hàng và kêu gọi họ chia sẻ với mình cái khó khăn của chúng ta về cái gì? Về thực trạng bây giờ là chúng tôi đang sản xuất 3 tại chỗ. Và cái hoạt động này chỉ còn 30% công suất để họ cảm thông. Tất cả cái dịch chuyển về logistics cũng như mà đưa hàng hóa được đến tàu để xuất đến họ cũng có những hạn chế đi theo. Doanh nghiệp bắt buộc là phải tìm những cái đơn hàng mà ưu tiên nhất để làm. Còn với doanh nghiệp này, dù đơn hàng dồi dào nhưng chi phí vận tải tăng do các tỉnh thành phía Nam áp dụng giãn cách xã hội khiến doanh nghiệp phải tạm ngừng phần lớn hoạt động, chỉ còn duy trì được 10 công nhân trên dây chuyền. Doanh nghiệp buộc phải dùng quỹ dự phòng song song tạm ứng vốn để chi trả 70% lương cho nhân viên và tận dụng thời gian tìm kiếm thêm thị trường mới. Chủ yếu là kinh doanh trên online, kinh doanh thương mại điện tử, tìm kiếm những cái khách hàng này quốc tế. Vì hiện nay ở quốc tế thì họ đã khống chế được dịch, nên do đó là thị trường của họ đã trở lại và chúng tôi đã bắt đầu quay lại đàm phán với họ. Và trước những khó khăn rất thực tế ấy của các doanh nghiệp, đặc biệt là từ sau lần bùng phát dịch vào tháng 4 năm nay, thì nhiều chính sách hỗ trợ đã được ban hành và được gói gọn vào 3 nhóm chính. Thứ nhất là chính sách về tài khoá liên quan đến những vấn đề về miễn giảm thuế. Thứ hai là chính sách về tín dụng hỗ trợ lãi suất cho vay đối với doanh nghiệp. Và thứ ba đó là những chính sách liên quan đến vấn đề an sinh xã hội. Tuy nhiên, theo Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI, thì để những chính sách hỗ trợ đi vào thực tế và mang đến sự phục hồi hiệu quả cho doanh nghiệp, thì các chính sách hỗ trợ phải được kéo dài ít nhất là đến hết tháng 6 năm 2022 bằng những giải pháp cụ thể, thiết thực và dễ tiếp cận nhất. Chính sách thuế phải chuẩn bị cho tương lai. Cái kết quả kinh doanh họ rất là xấu rồi, mặc dù họ đã cố gắng hoạt động qua cái đợt dịch này, thì những lúc này họ cần một cái dòng tiền, cần một nguồn tiền. Các tổ chức tín dụng nên có một cái sự hỗ trợ với cái lãi suất mà nó tốt hơn, chứ còn 0,mấy% hoặc là như vậy thì nó cũng không có tác động gì nhiều. Ngoài cái chi phí mà tăng thêm do làm 3T hay là 2 địa điểm một cung đường tăng lên rất là lớn, nhà nước nên hỗ trợ. Ngưng không phải đóng phí công đoàn, ngưng không phải đóng bảo hiểm xã hội, và làm thế nào tập trung ưu tiên cho doanh nghiệp được chích ngừa được hết toàn bộ để chúng ta phục hồi sản xuất. Mới đây, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cũng đã hoàn thiện và cung cấp các dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên cổng dịch vụ công quốc gia. Doanh nghiệp và người lao động có thể truy cập vào địa chỉ ncovi.dịchvucong.gov.vn để hoàn thành hồ sơ đề xuất hỗ trợ. Từ phản ánh của các hiệp hội ngành hàng và các doanh nghiệp, có thể thấy nguyên nhân chủ yếu của các khó khăn vướng mắc hiện nay trong quá trình sản xuất kinh doanh là do không bảo đảm được quá trình lưu thông vận chuyển hàng hóa thông suốt. Thậm chí vấn đề này còn dẫn đến tình trạng ùn ứ hàng trăm ngàn container tại cảng Cát Lái thời gian gần đây, tác động đến hoạt động xuất nhập khẩu, nhất là những loại hàng hóa thiết yếu cho nhiệm vụ phòng chống dịch. Tháo gỡ ùn tắc, nâng cao năng lực giải phóng hàng hóa ra khỏi cảng Cát Lái là vấn đề cấp bách đang được ngành hải quan thành phố Hồ Chí Minh thực hiện bằng nhiều giải pháp. Liên quan đến vấn đề này, chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn với Cục trưởng Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh, Đinh Ngọc Thắng. Thưa Cục trưởng, trước việc quá tải tại khu vực khai thác hàng hóa của cảng Cát Lái trong thời gian qua có thể dẫn đến nguy cơ đó là dừng tiếp nhận tàu, ảnh hưởng xấu đến hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn. Vậy thì xin Cục trưởng cho biết là Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh đã có những giải pháp như thế nào để có thể tháo gỡ khó khăn trong bối cảnh là chúng ta vẫn đang thực hiện giãn cách xã hội ạ? Từ cái sự chấp thuận của lãnh đạo tổng cục thì đã giao cho Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì để phối hợp với lại các cái hải quan địa phương, thì thứ nhất là chúng tôi cho phép là khi hàng hóa có lưu lượng hàng hóa đến cảng đích tại Thành phố Hồ Chí Minh thì có thể vận chuyển về các cái cảng này khi các doanh nghiệp này đăng ký làm thủ tục tại các tỉnh thành. Và đặc biệt nữa là những cái hàng hóa tồn
mà quá 60 ngày và 90 ngày thì chúng tôi cũng đã cho lưu chuyển về cảng Tân Cảng Hiệp Phước. Và đặc biệt khi hàng hóa từ nước ngoài vận chuyển qua cảng Cái Mép của Bà Rịa Vũng Tàu, đang khi chờ cảng tại cảng các lái chờ làm thủ tục thì chúng tôi cũng cho bốc hàng xuống tại đó, làm sao nó đảm bảo được cái hàng hóa được thông quan nhanh nhất, tiện lợi nhất cho doanh nghiệp. Thưa Cục trưởng, bên cạnh việc tồn động container tại cảng các lái thì hiện nay việc lưu thông hàng hóa đảm bảo cho sự ổn định của hoạt động logistics tại các cảng biển trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh thì được Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh tiến hành như thế nào? Chúng tôi cũng đã chủ động tham ban hành một cái gọi là cái quy định là cái tổ 1061. Cái tổ này là từ lãnh đạo cục và lãnh đạo các chi cục, lãnh đạo chi cục trưởng của các chi cục và các phòng ban trực tiếp để nắm bắt những cái thông tin qua các cửa khẩu của mình. Ví dụ như là hàng hóa là khi thông qua hàng hóa cần cái vướng bận gì, vướng cái gì về chính sách thuế và chính sách mặt hàng thì có thể rằng là rà soát, kiểm soát, tổng hợp lại nếu nội dung nào thuộc về thẩm quyền của Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh thì chúng tôi sẽ trao đổi để thống nhất giải quyết ngay. Nội dung nào mà nó thuộc về lãnh đạo cấp trên, ví dụ tài chính hay tổng cục thì chúng tôi sẽ tổng hợp báo cáo để làm sao nó giúp cho các doanh nghiệp là kết nối với họ với lại với nhau để là thông quan nhanh nhất. Được biết Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh vừa thành lập tổ phản ứng nhanh 1080 và công khai đường dây nóng nhằm thông quan nhanh nhất hàng hóa phục vụ cho công tác phòng chống dịch Covid-19. Vậy thì xin cục trưởng có thể thông tin rõ hơn về cái mô hình hoạt động này ạ? Hiện nay các cái tổ chức, các cái chính phủ, tổ chức phi chính phủ đã có những loại hàng hóa, ví dụ như thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế để gửi tặng, gửi viện trợ cho các cái tổ chức, các bệnh viện, ủy ban nhân dân các tỉnh cũng như là ủy ban mặt trận tổ quốc. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện thì do các tổ chức cá nhân này người ta không biết rõ về các cái quy định về chính sách, chế độ thì nắm bắt được những cái việc này. Cho nên chúng tôi cũng đã chủ động thành lập cái tổ 1080 tiếp nhận những cái thông tin để mà tư vấn, để mà hướng dẫn việc làm thủ tục này. Và đồng thời vừa rồi chúng tôi cũng đã có kiến nghị với lại lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thành lập một cái tổ phản ứng nhanh của lãnh đạo thành phố, bao gồm đó là các cái sở ngành, mặt trận tổ quốc, mà trong đó nòng cốt là Cục Hải quan Hồ Chí Minh, để làm sao mà khi hàng hóa đến tại Việt Nam thì được thông qua ngay để phục vụ vào tuyến đầu. Tất cả những cái tổ chức cá nhân khi mà cần cái sự tư vấn hướng dẫn của cục quan thì có thể rằng thông qua đường dây nóng là 090 77 25 991. Chúng tôi cũng đã cử cán bộ công chức ở các cái tuyến đầu này không kể bất cứ ngày đêm phục vụ 24/7 để là làm sao đó là các cái tổ chức nắm bắt và phối hợp kịp thời với Cục Hải quan Hồ Chí Minh. Vâng, xin được cảm ơn cục trưởng đã dành thời gian cho buổi phỏng vấn ngày hôm nay với Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thông tin từ Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn, công tác giải phóng lượng container tồn động, đảm bảo giao nhận hàng hóa lên xuống tàu tại cảng các lái và các cảng ICD lân cận về cơ bản đã được đảm bảo. Đây là sự cố gắng phối hợp của ban ngành liên quan trong nỗ lực vừa chống dịch, vừa duy trì sản xuất, lưu thông hàng hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện lượng container tồn bãi hàng nhập đang có mức giảm rõ rệt, duy trì ở mức 80-85% dung lượng bãi. Vì vậy, cảng các lái vẫn đáp ứng công suất, sức chứa cho phép. Việc giao nhận hàng hóa và tốc độ giải phóng tàu được đảm bảo. Cái thực tế sản lượng hàng giao nhận tại cảng nó đang ở cái mức thấp do là các cái doanh nghiệp ngưng sản xuất nên hàng nó nhập về nó giảm, thì hiện nay chỉ ở mức độ khoảng 13-14.000 tiêu một ngày. Thế như vậy là năng lực của cảng các lái hoàn toàn là dư năng lực để đáp ứng cái sản xuất, và đặc biệt là các container hàng xuất khẩu thì được ưu tiên một cách tạo thuận lợi một cách tối đa. Đấy, không bị ảnh hưởng gì cả. Các cái tàu ra vào thì cũng không phải chờ đợi và không có tình trạng là ùn ứ tàu, không có tình trạng là khách hàng đến cảng mà không lấy được công phải quay về. Bốn nhóm giải pháp chính được đưa ra giải quyết lượng container hàng nhập của các doanh nghiệp tạm ngưng hoặc ngưng sản xuất do dịch bệnh hiện đang tồn tại tại các cơ sở cảng ICD bao gồm: 1. Thực hiện nghiêm phương án phòng chống dịch. 2. Tăng tốc độ giải phóng container hàng nhập ra khỏi cảng. 3. Tăng năng lực bãi chứa hàng trong cảng và ngoài cảng. 4. Giảm lượng hàng nhập khẩu có thể bị tồn lâu đưa về cảng. Chúng tôi sắp xếp dồn dịch lại các cái quy hoạch bãi hàng để làm sao tăng cái sức chứa lên. Cái thứ hai đó là chúng tôi tăng cường giảm tải các cái dịch vụ phụ trợ cũng như là các cái container rỗng ra bên ngoài, các cái depot bên ngoài, lân cận bên ngoài để lấy chỗ để chứa hàng.
Và một cái điểm nữa là chúng tôi làm việc với cả các cái hãng tàu để sắp xếp lại các cái tuyến dịch vụ để giãn cái tiến độ hàng nhập về. Có đề xuất cơ quan hải quan triển khai một cái cơ chế đặc biệt cho cái việc giải tỏa cái hàng hóa về các ICD. Đây là cái giải pháp mà các cảng trên thế giới đã áp dụng trong cái đợt ùn tắc vừa rồi. Và như quý vị cũng thấy, tất cả những hoạt động xếp dỡ tiếp nhận hàng hóa tại cảng Tân Cảng Cát Lái vẫn diễn ra một cách bình thường. Điều đó cho thấy sự phối hợp từ các bộ ban ngành trung ương và địa phương cũng như nỗ lực của tổng công ty trong việc đảm bảo không đứt gãy chuỗi cung ứng dịch vụ hàng hóa của các doanh nghiệp. Tin thế giới. Đại dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp tại nhiều khu vực trên thế giới. Tại châu Á, biến thể Delta có khả năng lây lan rất nhanh, được xem là nguyên nhân dẫn đến sự gia tăng số ca mắc mới kỷ lục tại nhiều nước. Trong khi đó, tình hình dịch tại một số nước châu Âu cũng chưa có dấu hiệu lắng dịu. Thái Lan ngày 10 tháng 8 lại ghi nhận số ca tử vong theo ngày ở mốc cao mới khi có thêm 19.843 ca nhiễm và 235 ca tử vong trong 24 giờ. Do tình hình hiện nay ở Thái Lan, Mỹ đã đưa nước này vào danh sách cảnh báo người dân tránh đi lại. Trong khi đó, Trung Quốc hôm qua ghi nhận số ca mắc mới cao nhất trong 7 tháng qua với 143 ca trong 24 giờ. Các ổ dịch mới bùng phát chủ yếu do sự lây lan của biến thể Delta. Hàn Quốc cũng ghi nhận hơn 1.500 ca mắc mới, chủ yếu là lây nhiễm trong nước. Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhà chức trách quyết định gia hạn thực hiện giãn cách xã hội mức độ cao nhất ở vùng thủ đô Seoul đến ngày 22 tháng 8. Ấn Độ cũng thông báo ghi nhận hơn 28.200 ca mắc mới trong 24 giờ qua, số ca mắc mới thấp nhất ở nước này trong gần 5 tháng qua. Còn tại châu Âu, Pháp hiện đang phải đối mặt với làn sóng dịch thứ tư khi ghi nhận khoảng 20.000 ca mắc mới mỗi ngày. Trước sự gia tăng số ca mắc mới tại Pháp, Bộ Ngoại giao Mỹ hôm qua đã khuyến cáo công dân tránh đi lại tới quốc gia châu Âu này. Bản tin của Bộ Y tế sáng ngày 11 tháng 8 cho biết, cả nước có 4.802 ca mắc COVID-19, thành phố Hồ Chí Minh nhiều nhất với 2.128 ca. Trong ngày đã đạt mức kỷ lục 1,4 triệu liều vaccine được tiêm. Tổng số ca được điều trị khỏi bệnh là 80.348 ca. Kính thưa quý vị, thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục thực hiện chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ với các biện pháp mạnh hơn nữa nhằm kiểm soát đẩy lùi dịch bệnh. Rất mong quý vị nghiêm túc chấp hành quy định, không đi ra đường khi không có việc thật sự cần thiết, đồng lòng chia sẻ hợp tác với các cơ quan có chức năng, đảm bảo việc thực hiện chỉ thị 16 tại thành phố Hồ Chí Minh đạt được kết quả như mong muốn. Bản tin sáng nay của Đài Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và xin kính chào tạm biệt.